Hôm qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tiếp đón những người đồng cấp Pháp và Ba Lan tại thủ đô Berlin trong nỗ lực thể hiện sự thống nhất của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng các đồng minh phương Tây sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là các loại pháo tầm xa nhằm phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Đức cũng sẽ sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Kiev. Chúng tôi sẽ mua thêm nhiều vũ khí hơn nữa cho Ukraine, thực tế là trên toàn bộ thị trường thế giới. Ngoài ra, việc sản xuất thiết bị quân sự sẽ được mở rộng thông qua hợp tác với các đối tác bên trong Ukraine. Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức cũng khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Đức không có ý định gây hấn với Nga. Mục đích chung của các đồng minh là đảm bảo Ukraine có thể tự vệ một cách hiệu quả trước Nga. Cũng tại sự kiện, Thủ tướng hai nước Pháp và Ba Lan đồng nhấn mạnh quyết tâm ủng hộ Ukraine. Theo kế hoạch, vào cuối năm nay, Ba Lan sẽ tổ chức diễn đàn tam giác Weimar, hay còn gọi là Bộ ba Weimar. Đây là diễn đàn được ba nước Pháp, Đức và Ba Lan thành lập ngay sau chiến tranh lạnh kết thúc, với mục đích tạo cơ chế tư vấn và thúc đẩy hợp tác vì những lợi ích chung của châu Âu.